Bác sĩ chuyên khoa y Nguyễn Ngọc Hồng, trưởng khoa bệnh phổi nghề nghiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết amian là chất đã được chứng minh gây ra căn bệnh ung thư cho con người. Hít phải amian sẽ gây ra các bệnh lý phổi như bụi phổi, ung thư biểu mô tế bào phổi. Bụi amian gây ra những tổn mến phổi không bình phục nếu hít phải. Những tổn mến này kém cỏi cốt truyện rất âm thầm gây ra xơ phổi và ung thư. Bột tan trong vật phẩm phấn rôm có chức năng hấp thụ độ ẩm giúp giảm ma sát, giữ cho da khô thoáng và ngăn ngừa phát ban hâm da. Bác sĩ Như Dinh cho biết, dù bột tan trong các vật phẩm phấn rôm được cho là bột tan y tế, vô ích cho sức khỏe con người và không nên dùng cho trẻ bé dại. Hít phải bột tan có thể gây ra bệnh bụi phổi, bởi vậy cần phải thận trọng khi dùng cho trẻ bé dại. Bột tan cực kỳ nguy hiểm. Theo thầy thuốc Như Dinh, năm 2002 đến 2003 thầy thuốc và các cộng sự đã từng làm đề tài về tác hại của bột tan. Thời gian đó, bột tan dùng trong sản xuất tại các nhà máy chuyên vật phẩm dây thun, bao tay cao su rất nhiều. Trong nghiên cứu, đa số các trường hợp có tiếp xúc với bột tan kém cỏi gây ra bệnh lý bụi phổi gần giống như bệnh bụi phổi amian. Bệnh nhân khi bận bịu phải bệnh bụi phổi do bột tan, thầy thuốc kém cỏi bó tay không thể điều trị khỏi cho bệnh nhân. Hiện nay, việc điều trị các bệnh bụi phổi và bụi phổi do bột tan chủ yếu chỉ là làm giảm triệu chứng. Rất nhiều người tiếp xúc với bột tan nhưng không biết tác hại, tới khi bệnh tiến triển ở giai đoạn nặng thì đi khám thế hệ biết có bệnh, thầy thuốc Như Dinh nói. Bác sĩ Như Dinh đã từng gặp một cặp cung phi chồng có tiếp xúc với bột tan và cả hai cùng tử chiến do suy hô hấp, tràn khí màng phổi. Hít phải bột tan sẽ xuất hiện nhiều bất kém cỏi ở màng phổi như u cục, xuất hiện các hạt như bệnh lao, xơ hóa phổi. Bác sĩ Dinh khuyến cáo, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy nha sĩ đeo găng tay có thể gây ra bụi phổi do bột tan. Trẻ bé dại dùng phấn rôm cũng gây ra nguy hiểm gây ra bệnh bụi phổi. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra các mối liên hệ giữa bột tan và bệnh ung thư đều tập trung vào những người kém cỏi xuyên tiếp xúc với bột tan ngay tại nơi làm việc có năng lực bận bịu phải bệnh ung thư cao hơn, ví dụ như thợ mỏ tan. Nếu đàn bà kém cỏi xuyên sử dụng các vật phẩm có chứa bột tan lên dùng cơ quan sinh dục sẽ làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng.